Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Người đang thách thức ta sao? Đừng nhiều lời, ra tay đi. Ơi, Long tộc không đánh nhau với Long tộc, trừ phi là thi đấu thăng long. Ta chỉ muốn làm quen với các cô gái xinh đẹp. Ta là quỷ bố, các ngươi tên là gì? Ta là Lam, cô ấy là Tú. Người thân là Long tộc lại có xung đột với quân tộc khác, còn ở trên đường nướn đòi đồ ăn, thật sự là mất mặt. Xin lỗi mà, người ta chỉ đói quá mà. Đói thì sẽ hơi nóng lời. Có từng nghĩ đến những người bị thương vì ngươi phải làm thế nào? Ngươi đừng tức giận, sau này ta cẩn thận hơn. Hơn nữa, họ sẽ không chết đâu. Ngươi biết trị thương. Đúng thế, ta là Phỉ Thúy Long đấy, là thượng vị Long tộc. Chỉ là không thể nào biến thành hình người. Các ngươi có thể dạy ta làm sao mới có thể biến thành hình người hay không? Ngươi tự lĩnh hội đi, nhớ đừng gây chuyện nữa. Chúng ta còn có chuyện đi trước đây. Phụt hì. Cậu cười gì? Thật sự là khuynh quốc khuynh dòng. Tớ cảm thấy không cần phải thi đấu ở trong cuộc thi thăng long nữa. Chỉ cần dựa vào hình dáng của cậu cũng có thể vào được chung kết rồi. Mẽ nào trên mặt của người? Mẽ nào trên người cậu có mị lực đặc biệt gì? Sản sinh ra lực hấp dẫn mạnh mẽ với long tộc. Chắc là khí tức huyết mạch Kim Long Vương mà tớ tản phát ra có sức hấp dẫn mạnh đối với những sinh vật long tộc này. Nhưng Tú Tú lại khác. Tú Tú mới hoàn toàn xứng đáng là đại mỹ nhân. Đáng ghét, nói năng ngọt xớt. Tớ chỉ nói thật thôi mà. Được, được rồi. Chúng ta mau chóng về thôi, mai còn có chuyện. Ngày hôm sau, dưới Thăng Long Đài, có rất nhiều rồng với dáng vẻ kỳ lạ. Chỉ có long tộc dưới thần cấp mới có thể tham gia thi đấu thăng long đài. Càng là long tộc cấp cao thì càng có dáng vẻ tương đồng với rồng thần được ghi chép trong lịch sử của Đấu Na Đại Lục. Mà những hạ vị long tộc này rõ ràng là vì huyết mạch không thuần, có rất nhiều đều vẫn có những nét đặc sắc về hình thái cơ thể trước thời kỳ long biến. Lam, Tú Tú, hôm nay là trận thi đấu đầu tiên, cần lên thăng long đài. Trong phạm vi nhất định xung quanh thăng long đài có một loại lực đẩy đặc thù. Tất cả những người tham gia thi đấu phải dựa vào sức mạnh của mình, khắc chế lực đẩy đó để bay lên. Vậy há chẳng phải là cần nghìn con rồng cùng bay lên? Đúng thế, vì thế cho có nhiều người đến xem như vậy. Toàn bộ lực sinh mệnh khổng lồ của thiên tinh đều là để cho những con rồng giả này trưởng thành. Ở những tinh cầu khác không có quần thể hồn thú khổng lồ như này. Nếu như con người có thể có được tinh cầu này thì sẽ là sự phát triển có tính cột mốc với liên bang Đấu Na. Vô, đấy chẳng phải là Hoàng Nguyên Lang hay sao? Tìm được hai người đẹp ở đâu vậy? Không giới thiệu với ta hay sao? Sao lại là ngươi? Sao nào, còn không muốn? Vậy ta tự giới thiệu là được. Chào hai người đẹp, ta là Trương Nương Duệ Hiểu, đến từ Thụy Long Thành. Lão tổ nhà ta là kỵ sĩ rồng Duệ Hiểu. Trương Nương Duệ Hiểu, hai người này đều là tộc nhân của gia tộc nhà ta, Tú Tú và Nam. Cuộc thi Thăng Long sắp bắt đầu rồi, đừng làm phiền họ có được hay không? Thăng Long chỉ là cái cơ sở nhất với chúng ta mà thôi, có cần phải kinh ngạc thế không? Thụy Long Thành chúng ta có lão tổ bảo vệ, Thụy Long Quả còn nổi tiếng khắp tinh cầu này, hoan nghênh hai người đẹp đến thưởng thức. Trương Nương Duệ Hiểu, chuẩn bị thi đấu rồi. Long ca, ta đến đây. Kia là ai thế? Đó là Tề Thiên Long, đến từ Thiên Long Thành, đệ tử thân truyền hàng đầu, là một trong những người được hô vang nhiều nhất ở trong lần thi đấu Thăng Long này. Nghe nói, long lực của hắn ta đã đến cảnh giới cực kỳ cao rồi, nhưng trước sau vẫn áp chế không hoàn thành đột phá. Cho dù là tu vi hay là huyết mạch, thì hắn đều là người tài giỏi trong thế hệ chúng ta. Trương Nương Dựa Hiểu đó thì sao? Thụy Long Quả là gì? Trương Nương Dựa Hiểu chính là một tên hề múa cột. Thụy Long Quả quả thực chỉ có gia tộc Huệ Dựa Hiểu mới có, cứ 5 năm chín một lần, cung cấp cho những kỵ sĩ rồng đại nhân dùng.
Cuộc thi Thanh Long là chuyện long trọng đối với lớp trẻ của Long tộc. Lần thi này mong chư vị có thể biểu hiện ưu tú. Bây giờ ta tuyên bố thi đấu Thăng Long chính thức bắt đầu. Toàn thể bay lên. Rõ, kỵ sĩ đại nhân ám ma long. Lam Tú chúng ta đi thôi. Tú Tú chúng ta đi. Được. Tú Tú chuẩn bị. Tớ ném cậu lên trên. Được. Tú Tú lên trên. Thâm Nguyên băng ma long. Tốt, đến mình rồi. Cô ta là Lam, có phải là siêu đẹp hay không? Đại ca, người xem, là Thiên Long. Trương Nương dựa hiểu. Người tên Lam này quả thật là không đơn giản, sức mạnh lớn thật nhưng... Hai Lam, hình thái long tộc của cô ta cũng đẹp quá. Đại ca, ta không dừng lại được. Lúc cô ấy ngâm, cơ thể không tự chủ được mà chấn động. Tốc độ rõ ràng đã thấp hơn vài phần. Đây là huyết chế, đây là áp chế huyết mạch. Rốt cuộc cô ta là huyết mạch gì? Này, ban nãy chỉ là bắt đầu thôi. Thể hiện bản thân quá mức không phải là chuyện tốt. Sẽ bị nhắm vào. Ta thích, bớt nói chuyện của mi đi. Thiếu, bớt nói chuyện của mi thiếu nong đi. Ngươi quản được ta chắc? Phía trước là áp lực mà Thăng Long Đài phát ra. Hầu như cách Thanh Long Đài càng gần thì áp lực càng lớn. Đây chắc chính là khảo nghiệm nhỉ? Ấy, nếu chưa từng trải qua long lực tôi thể. Muốn bay lên dưới áp lực như này, chắc chắn là tiêu hao cực lớn. Mà lúc này, dưới tác dụng của tử vong điêu linh, cưỡng ép ăn mòn áp lực này, còn có thể duy trì tốc độ tương đối nhanh. Tất cả sinh vật của long tộc này đều bị ảnh hưởng của áp lực rồi. Thực lực yếu đã bị đào thải đến nơi tương đối xa rồi. Độ cao và tốc độ cũng đã có chênh lệch. Hiên Vũ chỉ dựa vào sức mạnh cũng còn có thể chịu được. Không thi triển kỹ năng. Đây là hồn kỹ thứ tư của Lam Hiên. Hồn kỹ thứ tư Kim Văn Nam Ngân Thảo của Hiên Vũ. Lãnh vực Kim Long Vương Bạo. Vì thế, không phải cậu ấy không thi triển kỹ năng, mà là thi triển kỹ năng cho mình. Ơi, người đẹp đó sao lại chưa gầm xong vậy? Cũng không thể nào ỷ vào huyết mạch mà bắt nạt rồng khác. Cô ấy hoang dã, đừng so đo với cô ấy. Dù gì cũng là đánh không lại. Diễn thì phải diễn cả bộ. Mình phải thể hiện tư thái không quan tâm. Bay lượn hoang dã. Thân phận của mình là long tộc hoang dã vừa mới được phát hiện chưa lâu. Chỗ ngược. Ngỗ ngược biểu hiện bản thân mới là tình huống bình thường. Càng muốn khiêm tốn, che giấu đi ngược lại là càng dễ bị chú ý đặc biệt. Màu sắc tự vệ tốt nhất.